Quý cô bác tuổi Đinh Mùi kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về bí mật gây chấn động cuộc đời tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, giai đoạn từ năm 57 tuổi đến năm 65 tuổi. Hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ tuổi Đinh Mùi bước vào giai đoạn từ năm 57 tuổi đến năm 65 tuổi, được lộc bề trên có vận may cực đỏ, làm ăn vượng phát, trả sạch nợ nần, tiền vàng ngập két, mua nhà lầu, sắm xe sang, cả làng ai ai cũng ngạ mũ thán phục, được luận giải qua những khía cạnh hoàn toàn mới, mang tính bí ẩn, đầy kịch tính, độc đáo, đặc sắc, gây chấn động giới tử vi. Vậy những diễn biến ra làm sao? Xin mời quý cô bác tuổi Đinh Mùi cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Xem lá số tử vi thấy rõ, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi được bề trên cất nhắc, làm ăn vượng phát tiền về tới tấp, chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Đã vậy còn có cơ may trúng quả liên tiếp, xóa sạch nợ nần, phất lên tầm thượng lưu, khiến cả làng ngả mũ thán phục. Và nhân đôi may mắn này, Minh Đường Tử Vi sẽ giúp bản mệnh gặp sự hóa lành, tiền bạc ngập nhà, giàu có đổi đời, hậu vận được ăn sung, mặc sướng. Vậy thì, vận trình cụ thể sẽ ra sao? Làm gì để nắm chọn cơ may? Tất cả sẽ được tiết lộ trong phần luận giải tới đây nhé! Cuộc đời tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, từ năm 57 tuổi đến năm 65 tuổi, ăn nên làm ra, tiền của đồ ập vào nhà, hậu vận giàu không phải nghĩ. Giống như hình ảnh của con vật đại diện, những người tuổi Đinh Mùi đa số là hiền hậu, sống an nhàn, luôn vui vẻ thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ, cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người, bởi vậy những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Người tuổi này là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với họ không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Người này dễ xúc động với những bất hạnh khó khăn của người nghèo khổ, họ sẽ tổn thương nhưng cũng sẽ tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của bản mệnh khiến họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Mệnh chủ không đủ mạnh mẽ, chống chọi với khó khăn thử thách một mình, họ cần có sự giúp đỡ, đồng cảm và ủng hộ của những người thân cận. Đôi khi sự đa sầu, đa cảm khiến cho người tuổi Đinh Mùi rơi vào trạng thái mất cân bằng trong cuộc sống. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất của người này khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Người cầm tinh con dê làm việc khá cẩn thận chậm chạp, vì vậy nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn với họ được, thậm chí họ ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống. Bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, tuổi Đinh Mùi được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân mình, khi làm việc tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Người này không thích là người đứng đầu, cũng không thích lãnh đạo ai, không phải họ không có khả năng, mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập, an nhàn, không chịu được áp lực quá lớn của công việc. Gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời người tuổi Đinh Mùi. Họ dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc và yêu thương những người thân trong nhà. Những người này tuyệt đối không bao giờ có thái độ nóng nảy, tức giận để làm mất đi sự hòa hợp giữa mọi người trong gia đình. Bản mệnh ngay từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống an nhàn, bình yên, ngập tràn tình yêu thương của cha mẹ. Càng lớn những người này càng dễ xúc động, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy họ không bao giờ từ chối giúp đỡ một ai. Đi đến đâu là có bạn, có người yêu quý tới đó, có đôi lúc sự nhiệt tình tốt bụng bị lợi dụng mà họ không hay biết. Người tuổi này đa số có cuộc sống an nhàn,
bình yên. Tuy nhiên, người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng, dù có gặp nhiều khó khăn nhưng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bản mệnh sẽ tìm được sự hào hứng, hiệu quả hơn nếu làm việc tập thể, bởi họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì người khác. Thế nhưng, những nguyên tắc luật lệ khắt khe của bản mệnh có lẽ sẽ khiến nhiều người không hài lòng. Khi giao tiếp với người tuổi Đinh Mùi, thay vì đấu khẩu chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm ý kiến ấy một cách chăm chú, nếu không muốn họ bỏ đi. Bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống tình cảm của họ, bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người. Tuổi Đinh Mùi có nhiều thói quen tốt trong cuộc sống, họ ghi nhớ những kỷ niệm của gia đình vào một cuốn album ảnh, hay là ngày sinh nhật của bạn bè vào một cuốn sổ tay. Những người này không bao giờ quên những kỷ niệm ý nghĩa với ai đó, và họ sẽ tổn thương vô cùng nếu như không ai để ý tới mình, họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình thích. Đối với người tuổi Đinh Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng những người thân trong nhà. Luôn là người đem lại niềm vui tiếng cười cho gia đình mình. Tuổi Đinh Mùi cũng thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch đến những vùng đất mới mẻ, yên bình, để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí trong lành. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, họ là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm, sự đa sầu đa cảm, nhiều lúc khiến Đinh Mùi rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng tinh thần, họ buồn phiền vô cớ và không chia sẻ với bất kỳ ai, tự tách mình ra khỏi đám đông và tìm đến những nơi yên tĩnh một mình. Ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ hành động kỳ lạ của người tuổi này. Phụ nữ tuổi Đinh Mùi là con người của gia đình, họ vẫn luôn dành những tình cảm yêu thương sự quan tâm chăm sóc tận tình đến những người thân trong nhà. Họ đảm đang tháo vát và biết khích lệ giúp đỡ người chồng của mình đúng lúc. Sự khôn khéo ấy là nền tảng vững chắc để phụ nữ duy trì sự lâu dài trong mối quan hệ hôn nhân, gia đình. Họ thích làm đẹp và sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình. Đứng giữa đám đông, phụ nữ tuổi này biết cách tạo ấn tượng tốt cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Đó là lý do tại sao người này luôn có rất nhiều anh chàng theo đuổi và tán tỉnh. Phụ nữ có đời sống nội tâm phong phú, lãng mạn, nhưng họ cũng rất dễ bị tổn thương. Trong tình yêu, họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình, cho đi mà không cần nhận lại, chỉ cần đem đến niềm vui và hạnh phúc cho đối phương là đủ. Tuổi Đinh Mùi biết phát huy những ưu điểm của mình và khắc phục những nhược điểm. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình. Với nội tâm phong phú và con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu được tâm tư tình cảm của người khác chỉ qua ánh mắt, hành động, cử chỉ. Nếu biết những ai đang gặp khó khăn, họ sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ. Tấm lòng nhân ái và tốt bụng không cho phép bản thân từ chối bất kỳ ai, bởi bản tính lương thiện thật thà mà những người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn sẽ rất ít khi thấy bản mệnh rơi vào tình trạng khó khăn hay có vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe. Tuổi này hợp với những người có tính tình thật thà, hiền lành như tuổi Hợi, tuổi Mão. Ngược lại, mối quan hệ của tuổi Đinh Mùi với những người tuổi Sửu, Tí, Dần, Tỵ sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột. Vận trình từng năm tuổi Đinh Mùi năm 1967, từ năm 57 tuổi đến năm 65 tuổi. Bước sang năm Quý Mão 2023, Đinh Mùi 57 tuổi âm lịch. Về vận trình công danh, sự nghiệp, tử vi dự báo, phương diện sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi trong năm này đối mặt với không ít thách thức. Mọi thứ dễ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, khiến bạn rất vất vả để điều chỉnh lại như mong muốn. Chịu tác động từ nguyệt lệnh Lâm Tử, hung vận khá lớn, vận khí giảm sút, làm việc không tập trung, rất dễ phạm sai lầm. Bản mệnh được khuyên làm gì cũng phải tính toán cẩn thận, dòm trước ngó sau, chớ nên vội vàng bất chấp hậu quả mà có ngày rước họa vào thân. Có nhiều vấn đề, bạn cần đào sâu gốc rễ để tìm hiểu, đừng chỉ nhìn vào bề nổi một cách qua loa, hời hợt mà bỏ qua điều cốt lõi. Những khó khăn sẽ đến cùng lúc, có thể khiến tinh thần làm việc uể oải, chán chường. Bạn nên tự chấn chỉnh bản thân, tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ mới tránh được thất bại. Năm này, còn có cả thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, điềm báo cạnh tranh, tiểu nhân gây khó dễ,
con giáp này chớ nên chủ quan để lộ sơ hở cho tiểu nhân nắm thóp. Nhìn chung đây không phải là một năm có thể đưa ra hành động vội vàng, rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Thời điểm này nên đề cao sự ổn định, sắp xếp các kế hoạch thật kỹ càng. Trước khi đưa ra quyết định lớn, mặc dù có rất nhiều dự định, nhưng tuổi Đinh Mùi không được nôn nóng, mà hãy cân nhắc, tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn nhé. Thử thách lớn, nhưng không phải không nhìn ra những điểm sáng cho vận trình của tuổi Đinh Mùi, nhất là khi bản mệnh có các tinh tả phù phù trợ. Nếu biết biến thách thức thành cơ hội, chăm chỉ và cố gắng làm việc hơn, người cầm tinh dê vẫn có thể đạt được những thành tích khả quan. Bản mệnh cũng cần phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo sáng suốt, đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mình. Dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của bạn, bạn cũng không nên chán nản, trì trệ thậm chí, nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thành công sẽ tới với người luôn kiên định với lựa chọn của mình. Về vận trình tài lộc, năm này được coi là năm tài vận của tuổi Đinh Mùi không có nhiều biến động, các khoản thu chững lại, tức tắc làm ăn thì vẫn có thêm thu nhập, nhưng nếu muốn phát tài thì chưa phải thời điểm này. Nhìn chung, phương diện tài chính, nếu có thể duy trì ở mức ổn định, đã có thể coi là may mắn. Năm này bản mệnh nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang quá nhiều, khi vận khí bất ổn, có thể khiến kế hoạch đổ vỡ giữa chừng, gây hao tài, tốn của. Đừng quên nghiệt lệnh lâm đất tử, nếu có đầu tư kinh doanh, nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùn quá nhiều vốn cùng lúc, kẻo không thu hồi được vốn liếng, mà còn mất thêm các khoản tích góp sẵn có. Người kinh doanh thì nên tập trung hơn cho chất lượng sản phẩm, đừng chỉ mải mê chạy theo trào lưu, bởi trào lưu chỉ có tính chất nhất thời, đầu tư ồ ạt sẽ dẫn tới những tình trạng tồn đọng, hàng hóa dư thừa. Trong khi đó, chất lượng bền vững mới là thứ để níu chân khách hàng lâu dài. Vấn đề chi tiêu cũng cần được cân đối cho phù hợp với mức thu nhập và mức sống hiện tại. Bạn có thể cắt giảm các khoản mua sắm không cần thiết, giữ tiền trong túi thay vì hoang phí quá đà như trước đó. Về vận trình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi gặp không ít trục trặc, dù không phải vấn đề nào quá nguy hiểm, nhưng tình trạng lao lực xảy ra gây không ít hệ lụy khó lường. Năm có nguyệt lệnh đi vào đất tử, con giáp này thường phải căng thẳng đầu óc trong thời gian dài vì áp lực công việc dẫn đến ăn uống kém ngon, chất lượng giấc ngủ giảm sút, có thể bị sụt cân nhẹ. Bạn cần tìm cách thư giãn nhiều hơn, tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thường xuyên vận động và có chế độ ăn uống hợp lý, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Bên cạnh đó, con giáp này cần chú ý các bệnh do ảnh hưởng của tâm lý, tránh suy nghĩ bi quan. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, Đinh Mùi 58 tuổi âm lịch. Về vận trình công danh, sự nghiệp, phương diện công việc của bạn đạt được những thành tựu nhất định, nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu năm có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ, khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ, khi đôi khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp. Nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu, được cả thiên đức cát tinh và chính ấn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may, bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường, mà tuổi Mùi sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian tuổi Đinh Mùi có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Về vận trình tài lộc, đường tài lộc của Mùi khá bình ổn, không có biến động lớn, công việc thì tiến triển tốt, cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài thì vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có thể cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh, buôn bán thì có lúc thăng, lúc trầm, lúc được, lúc mất. Năm này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận từng đường đi nước bước bạn nhé. May mắn là được nhiều hơn mất, bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời thu về thành quả tương xứng,
dù chỉ ở mức hòa vốn. Nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn này, như vậy cũng được coi là tạm ổn, tiếp tục có động lực để phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý, năm này sẽ khó tránh một số trở lực nhất định. Trên con đường làm giàu, bản mệnh cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó. Việc đã xảy ra cũng đừng mãi lấn cấn, dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn, có thiên đức các tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo, không để phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Về vận trình sức khỏe, phương diện sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian thì nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, Đinh Mùi 59 tuổi âm lịch. Về vận trình công danh, sự nghiệp, nhờ được cục diện tam hợp thái tuế che, trở nên công việc của bản mệnh có tiến triển khả quan, bản mệnh có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ. Nếu biết tận dụng những lợi thế đang có, xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bản mệnh còn được nhiều người giúp đỡ, không chỉ ở thời điểm hiện tại, mà còn về lâu, về dài. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, thì đừng vì cái lợi trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài, cần phải nhìn xa trông rộng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, vẫn còn tồn tại những thách thức nhất định dành cho bạn trong năm này. Điềm báo, tử vi cho thấy vận khí của bạn vẫn còn nhiều bấp bênh, lúc tốt lúc xấu, diễn tiến khá khó lường, nên cần phải thận trọng để không rơi vào tình huống bất ngờ mà đánh mất cơ hội. Công việc thì có lúc thuận lợi vô cùng làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn, động đâu thì hỏng đó, càng cố gắng làm thì lại càng phí công vô ích, rồi cũng có lúc bạn buông xuôi, không làm gì nữa, thì tự nhiên lại có tin vui. Cũng bởi nguyệt lệnh tuyệt ở dần khiến các khí của tam hợp bị suy yếu, càng về cuối năm công việc càng nhiều và áp lực, đòi hỏi người tuổi Đinh Mùi cần phải bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm phải sai lầm. Số vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng cái chính sự thành hay bại là do bản mệnh quyết định, yếu tố vận mệnh chỉ là phụ, đừng quá đặt nặng may rủi. Một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Năm này còn có Bạch Hổ hung tinh xuất hiện, bản mệnh sẽ phải vất vả ngược xuôi nhiều hơn. Đa phần là do tự bản thân phải đứng ra lo liệu công việc, nên khó được phút giây nào an nhàn, ngồi yên một chỗ hưởng phúc. Dù vậy, nỗ lực của bạn rồi cũng sẽ đem lại thành quả xứng đáng, gặp khó chớ vội bưng xuôi bạn nhé. Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại vội vàng hấp tấp, chỉ khiến bản thân chuốc lấy thất bại mà thôi. Về vận trình tài lộc, về phương diện tài lộc, Mùi có tài tinh thiên tài chiếu mệnh nên thu nhập có dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Nhờ tam hợp cục nên các mối hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp, đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bạc cũng thêm phần rủng rỉnh. Người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một số ngày có thể đạt doanh thu bùng nổ, là một vài ngày tiêu cả tháng. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm tuyệt, báo hiệu vận khí bấp bênh, có thể gây ra những biến động lớn về tiền bạc. Tài lộc tuy khởi sắc, nhưng không đều, điều này cho thấy năm này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Để bạn đầu tư ổ ạt ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Ngoài ra thì bạn cũng nên chú trọng hơn vào có thể tích góp, kiếm được tiền, mà không tích lũy, thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Bạn nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính thích hợp. Nếu không có kinh nghiệm thì có thể nhờ người thân người đáng tin cậy để tay hòm chìa khóa giúp. Về vận trình sức khỏe, năm này, Mùi có hung tinh thiên nguyệt chiếu mệnh, lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, nên sức khỏe có phần sa sút khó đoán. Thể trạng không lý tưởng, tuổi Đinh Mùi có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ, vân vân. Bản mệnh còn chịu tác động có hung tinh Bạch Hổ, dễ vướng phải những xui xẻo như tay ngã, bị các vật nhọn đâm dẫn tới họa huyết, quang. Bản mệnh sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, để dao kéo vào chỗ kín, hạn chế tai nạn bất ngờ có thể xảy ra nhé. Bước sang năm Bính Ngọ 2026, Đinh Mùi 60 tuổi âm lịch. Về vận trình công danh, sự nghiệp,
Đây là năm bản mệnh may mắn gặp được cục diện lục hợp thái tuế, lại có thêm cả sao tử vi chiếu mệnh. Công việc vô cùng trôi chảy, tháo gỡ được hầu hết các vấn đề khó khăn, khiến bạn đau đầu trước đó. Đặc biệt, quý nhân vận tăng lên nhanh chóng, đem đến cho người tuổi Đinh Mùi nhiều sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Có người được quý nhân giúp về sức lực, được chỉ bảo đường đi nước bước phù hợp, hoặc có người lại được giúp đỡ về tài chính vật chất. Có sự đồng hành của quý nhân giúp bạn thêm phần tự tin, kiên định hơn với những lựa chọn của bản thân. Chính vì thế, hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt, bản mệnh cũng chủ động, xông xáo, nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Lại thêm nghiệt lệnh lâm thay ở Mùi ủng hộ, mang tới những sự chuyển hóa tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông hơn. Do đó năm này rất thích hợp để mưu đại sự, nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai, tỷ lệ thành công là khá cao đấy. Các mối quan hệ xã giao rất hài hòa và tốt đẹp, môi trường làm việc lành mạnh này cũng giúp bạn có thể thoải mái phát huy bản thân, tự tìm thêm cơ hội phát triển. Dù đang có lợi thế hơn người, nhưng bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, kẻo phá hỏng những mối giao tình sẵn có. Những người có thái độ, biết người biết ta, khiêm tốn tôn trọng người khác bao giờ cũng sẽ được đón nhận nồng nhiệt hơn. Nhìn chung ngay từ đầu năm, bạn sẽ thấy công việc tiến triển thuận buồm, xuôi gió, tới giữa năm lại càng thấy rõ dấu hiệu thành công bước đầu. Dù khối lượng việc trong năm không phải ít, nhưng nhờ tinh thần phấn chấn, suy nghĩ lạc quan, bản mệnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thậm chí còn tiên phong trong tập thể, được mọi người yêu mến ngưỡng mộ. Về vận trình tài lộc, con giáp này nhờ có chính tài che chở nên tài lộc đang vượng phát, tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt, bạn sẽ không còn phải trải qua cảnh chi tiêu eo hẹp. Trái lại không phải đắn đo quá nhiều, tài chính cho phép nên muốn làm gì bản mệnh cũng tự tin hơn. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đảm bảo từ công việc chính, hơn nữa công việc trong năm này có nhiều tiến triển tốt, nên rất có thể bản mệnh còn nhận được các khoản thưởng, hoa hồng phụ cấp, vượt chi tiêu, rất hậu hĩnh. Với người làm ăn, kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán thì sẽ mang lại thành quả lớn. Các đơn hàng ra vào thường xuyên, tuổi Đinh Mùi không chỉ kiếm lợi cá nhân mà còn mang lại công ăn việc làm cho người khác. Đinh Mùi có tử vi tinh chiếu rọi, tham vọng làm giàu của bản mệnh lại càng thêm hăng say. Trong những tình huống cấp bách, đòi hỏi sự nhanh nhạy, tuổi Đinh Mùi luôn đáp ứng được. Vì thế bạn có thể nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, gặt hái thành công rực rỡ hơn những người khác. Dù vậy, bạn cũng đừng quá tham lam mà mù quáng, nhất là vội vàng chạy theo cái lợi trước mắt, làm việc gì cũng bạn phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc nhé. Về vận trình sức khỏe, trong năm này mọi việc xuôi trèo mát mái, giúp tinh thần của Mùi khá tươi vui phấn chấn, giúp sức khỏe thể chất cũng có nhiều cải thiện đáng kể. Nhìn chung, sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần lo lắng trong năm này, khi tuổi Đinh Mùi cảm thấy khá sung túc, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Đôi lúc, vì áp lực cuộc sống khiến bạn khó tránh cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Nhưng các triệu chứng đó không quá nghiêm trọng khi mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đó, bạn lại tận hưởng những phút giây yên bình thư thái. Dù vậy, bạn cũng nên chớ chủ quan mà luôn cần phải chăm sóc cơ thể, bạn cần thường xuyên quan tâm, cho dù hiện tại có cảm thấy khỏe mạnh, vì không thể biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Năm 2027 tới 2028, Đinh Mùi 61 tới 62 tuổi âm lịch. Về vận trình công danh, sự nghiệp, tuổi Đinh Mùi gặp tương xung cục nên công việc có sự cản trở trì trệ, bản mệnh được khuyên phải hết sức thận trọng, không nên đặt niềm tin ở ai đó một cách tuyệt đối, kể cả người thân tín nhất, đề phòng trường hợp vì tiền bạc quyền lợi làm mờ mắt mà từ bạn trở mặt thành thù. Công việc xuất hiện nhiều chướng ngại, tiến độ thì trì trệ, cách xử lý cũ kỹ cũng dần lộ ra sự bất cập, cần có sự điều chỉnh phù hợp. Trước khi tiến hành công việc bạn cần tính toán kỹ càng, quan sát tình hình để có thể ứng biến kịp thời. Các kế hoạch trong năm khó hoàn thành đúng hẹn hoặc rất dễ đổ bể nửa chừng. Thách thức thì ngày càng gia tăng, kéo theo áp lực không nhỏ. Hung vận lớn nên gây sóng to gió lớn, con giáp này làm gì cũng cần tiến hành từng bước, làm đến đâu chắc đến đấy mới tránh nhận thất bại. Mưu đại sự ở thời điểm này không phải là ý định khôn ngoan, môi trường làm việc cạnh tranh quyết liệt cũng sẽ mang đến không ít căng thẳng cho bản mệnh. Có những việc không như ý xảy ra và mọi người đổ lỗi cho nhau vì lo sợ trách nhiệm. Con giáp này cần thận trọng bởi có kẻ tiểu nhân hãm hại,
không nên sao nhãng hay chủ quan trong thời gian này nhé. Thái độ dĩ hòa vi quý và khiêm tốn là cách tốt nhất để tự bảo vệ bản thân. Bạn nên tránh tất cả những vấn đề có thể dẫn đến xung đột trong năm này. Nếu không, người chịu thua thiệt có thể là chính bạn, còn kẻ tiểu nhân thì vẫn nhờn nhơ gây họa. Nhìn chung, công việc gặp nhiều khúc mắc, nguyên nhân chủ quan có, mà khách quan cũng nhiều. Dù chủ yếu là các nguyên nhân khách quan, nhưng bản mệnh cũng không thể phó mặc cho hoàn cảnh mà không chịu cố gắng. Rất may là có nguyệt lệnh lâm dưỡng, dù phải bao phen chầy chật, nhưng tinh thần làm việc của con giáp này vẫn rất hăng say. Cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi và lạc lối, nhưng đinh mùi lấy lại quyết tâm rất nhanh. Hãy suy nghĩ thật bình tĩnh và tỉnh táo, bạn sẽ sớm tìm ra hướng giải quyết tốt cho mọi việc. Những lúc có cảm giác không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và rơi vào tình trạng căng thẳng, bạn hãy gọt bóng lo lắng sang một bên để có thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Hãy biết hài lòng với từng nhiệm vụ mà mình vừa hoàn thành, điều đó sẽ giúp bạn giải tỏa áp lực hữu hiệu đấy. Về vận trình tài lộc, tuổi đinh mùi bị đại hao hung tinh chiếu mệnh, tài tinh bị tổn hại là điềm báo sẽ bị hao tài, tốn của, dù kiếm được thì cũng tiêu nhiều, hoặc dùng cho mục đích đầu tư nhưng thiếu hiệu quả, do đó bạn trở nên chủ quan trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Đây là năm mà bạn không nên bất chấp để đầu tư mới hay triển khai kinh doanh, những trò cá cược đỏ đen thì càng nên tránh nhé. Có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được, vì thế chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì. Đặc biệt, bạn nên tránh những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao, cho dù lợi nhuận hứa hẹn có lớn đến đâu. Khi có người khuyên can, thì nên dành thời gian xem xét, tính toán lại một lượt, cẩn thận không bao giờ là thừa đâu bạn nhé. Vận may tiền bạc trong năm này thì không nhiều, bạn nên tiết chế chờ đợi thời cơ chín muồi. Nguyệt lệnh ở thời kỳ dưỡng, bạn cần chuẩn bị chu đáo mọi bước trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Ngoài ra, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, thời gian này bạn cũng nên tránh cho vay mượn. Cục diện tương xung ảnh hưởng, tiền bạc không phân minh, có thể làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ, thậm chí khiến người quen trở mặt, đụng tới lợi ích, sẽ rất khó giữ được cái tình. Về vận trình sức khỏe, ở phương diện sức khỏe, tuổi mùi cũng nên dành sự quan tâm cần thiết cho thể trạng của mình. Áp lực cuộc sống và công việc gia tăng, nếu không có chế độ chăm sóc cơ thể phù hợp, bạn có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào đấy. Đôi khi bạn cứ để công việc bận rộn cuốn đi mà bỏ bê việc ăn uống hay nghỉ ngơi. Tuy hiện tại bản thân vẫn có thể chịu đựng được, nhưng về lâu dài sẽ có những hệ lụy mà bạn không lường trước hết được hậu quả. Bên cạnh việc cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thì bạn cũng nên rèn luyện thể dục, thể thao vừa sức, kết hợp ăn uống điều độ để nâng cao sức đề kháng. Việc vận động cũng giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn, đủ năng lượng để làm việc mà mình muốn. Năm 2029 tới 2030, đinh mùi 63 tới 65 tuổi. Về vận trình công danh, sự nghiệp. Phương diện sự nghiệp của tuổi đinh mùi trong năm này có những sự chuyển biến tích cực, hứa hẹn sự thăng tiến thuận lợi nếu bản mệnh có thể nắm chắc các khí mà nguyệt lệnh lâm trường sinh mang tới. Bản mệnh có cơ hội thử sức mình trong những lĩnh vực mới và bước đầu giành được những thành công đáng tự hào. Đặc biệt, đinh mùi còn đưa ra nhiều sáng kiến độc đáo, được mọi người tin tưởng và đánh giá cao. Điều này rất hữu ích cho sự phát triển, không chỉ cá nhân bạn mà còn của cả tập thể nữa. Có thể thấy, bạn đang tự khẳng định năng lực của bản thân ở lĩnh vực đang theo đuổi. Bản mệnh nên tập trung sức lực nhiều hơn để không lỡ mất vận may hiếm có này nhé. Tuy nhiên, hung tinh thiên hình và thiên quan có thể gây ra những mối nguy hại hay thị phi nhiễu nhương do tiểu nhân gây ra. Tuổi đinh mùi vốn chẳng hẹn để tâm đến từng chi tiết nhỏ, nên có thể bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở này mà ra tay. Người tài giỏi vốn hay bị ganh ghét, sơ sẩy một chút thôi là cũng có thể đánh đổi bằng chính những gì mà bạn đã vất vả gây dựng từ trước đó. Lúc này, dù có làm bất cứ việc gì, bạn cũng cần thực hiện từng bước, đừng gấp gáp quá mà sôi hỏng bỏng không. Nhất là, nếu có ai đã chỉ ra lỗi của bạn, thì chú ý lắng nghe để sửa sai. Sự cố chấp bảo thủ quá tự tin và bản thân đều không thích hợp để thể hiện vào thời điểm này đâu nhé. Nhìn chung, thời điểm này sẽ có cả thách thức và cơ hội tới với bạn, cứ coi khó khăn như cơ hội để rèn rộn ý chí và bản lĩnh của mình thêm mạnh mẽ. Chỉ cần bản mệnh vẫn tự tin vào con đường mình đã chọn, có đủ quyết tâm, đủ ý chí, lại có năng lực sẵn sàng, thì thành công sẽ không thể nào ở quá xa đâu ạ. Về vận trình tài lộc, xét về vận trình tài lộc của tuổi đinh mùi, có thể thấy hung nhiều cát ít, thời điểm này
chính tài nếu có thể giữ được mức ổn định đã là may mắn. Nhưng thứ tài khá kém, không thích hợp đầu tư các hạng mục mạo hiểm, tránh bị lừa đảo. Bản mệnh có tiểu hao, dễ bị lừa gạt tiền bạc, thu nhập chẳng thấy tăng thêm, mà bao nhiêu việc cần phải chi tiêu. Đã vậy bạn có thể vì quá chủ quan trong việc đánh giá tình hình mà phải trả một cái giá khá đắt. Thời điểm này, bạn được khuyên là nên thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư kinh doanh hay vay mượn tiền bạc. Đừng vội tin lời mật ngọt bởi có thể phía sau trong đó là cả một âm mưu để dụ bạn vào trong và chiếm đoạt lợi ích của bạn. Dù vậy, tuổi Đinh Mùi có nguồn lệnh trường sinh trợ mệnh vẫn có thể thấy tia sáng le lói phía cuối con đường. Bản mệnh nếu chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, tăng thêm cơ hội tài lộc cho mình từ chính nghề tay trái thì có thể cải thiện được tình trạng thu chẳng đủ bù chi. Tất nhiên, để gặt hái thành quả tốt bạn phải đánh đổi không ít, tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày, thậm chí là chuyện ăn ngủ không điều độ. Bạn có thể tự cân nhắc thiệt hơn để có lựa chọn cho riêng mình nhé. Về vận trình sức khỏe. Ở phương diện sức khỏe, thể trạng của con giáp này cũng không được lý tưởng khi bạn thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. Những nỗi bận tâm về công việc, tiền bạc và tình cảm khiến cho bản mệnh mệt mỏi về tinh thần, còn khiến cho con giáp này suy nhược cơ thể nữa. Thậm chí nếu tình hình này kéo dài, còn gây rối loạn giấc ngủ, khiến Đinh Mùi luôn trong tình trạng uể oải, mất năng lượng. Trong tử vi xuất hiện, thiên hình hung tinh còn báo hiệu về những nguy cơ bản mệnh có thể gặp phải do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ. Đinh Mùi cần chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân khi đi xa hay tham gia giao thông. Vâng, quý vị thân mến. Trên đây là luận giải chi tiết về tử vi cuộc đời tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, giai đoạn từ năm 57 tuổi đến năm 65 tuổi. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan cho những dự định sắp tới của mình. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hết video. Chúc quý vị luôn may mắn, phát tài, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!